với mấy anh đó đó, mình bắt được một hai con à. Còn giờ mấy anh bắt không? Bổ, bắt nhiều hơn. Mấy con không bổ rồi. Trời ơi, bên kia nó. Cái thằng đó đúng vợ luôn á. Thằng áo xanh đó đó, nó đâm con mực. Vậy các bạn ăn dừa ăn tươi khỏi cần wasabi hay là tương gì chẳng hay là muối gì chẳng. Anh phải nói là mới bắt lên gì nữa. Ngọt quá, ngọt luôn. Là phi công hả? Là bài hả? Giờ không lấy ghe đấy phải không? Thôi thầy nó bậy lên lừa hết, biết nói gì luôn. Ước mơ của em không cần gì chơi đó thầy kia. Cần chẳng là khách ngay chơi, chơi bắt được khách thì khách dắt khách chơi vui vẻ là thoải mái à. Vậy hả? Mà phi công, phi cơ, phi nè. Đang lên sống thì cần cái.